Anh em thấy cái góc của mình rồi đúng không? Đỏ hết. Đấy. Đấy, phát đỏ. Đấy, phím này. Đỏ luôn. MacBook này, case cũng đỏ. Đấy, chẳng qua là con MacBook nữa, mình chưa mang đi dán lại màu đỏ thôi chứ không thành đỏ nốt rồi. Thì bây giờ trong cái đống này tự nhiên lòi ra mỗi con chuột màu đen. Nhìn hơi cay. Nên thôi. Hôm nay chốt được một con full đỏ. Đấy. Con này là gì nhỉ? Pusa. Đấy, con này là X-Lite Wireless. Phải wireless mới được nhá, cảm dày vướng lắm. Nhưng con này nó phiên bản mini. Đấy, cái phiên bản gọi là tiêu chuẩn của nó thì theo như mình tìm hiểu là nó là limited và nó hết hàng rồi. Thì con này cũng là limited thì phải luôn. Cái hãng Pusa này không hiểu sao làm con gì cũng kiểu số lượng kiểu bán cho vui sao ấy. Không hiểu kiểu gì. Thế là mình thấy con này mới stock hàng ở Việt Nam, thế nên là ok, mua luôn con. Đấy, để xem nó. Ui. Ôi mừng quá. Nó cũng ngang size với cả con Razer Viper mình đang dùng. Mà nó nhẹ hơn các bạn ạ. Đấy, nó ngang size với con Razer Viper, thế nên là cái cảm giác cute phung ai que dã man luôn. Cái này. Cái này là à, đổi đầu các thứ. Rồi bên trong này sợi cáp cũng màu đỏ luôn này. Đỏ thật. Thế đúng rồi. Không có gì ngoài đỏ. Đấy, ưng. Rồi, cái sợi cáp này chắc để sạc pin. Con này thì mình cảm thấy nó cũng là nhìn nó hơi buồn cười các bạn, nhìn nó rỗng, nhìn hẳn vào trong này. Đó. Cái chỗ này là gì đây? À không, chỗ này chỉ là fit thôi. Fit màu trắng nha. Bên trong nó cũng sơn phần mềm màu đỏ luôn các bạn. À, thật sự. Có led gì không nhỉ? Có led ở dưới. À, led chắc báo trạng thái gì đó thôi. Nút này. Không có nút chỉnh DPI gì à? Không có luôn. Có nút cuộn này các bạn. Cuộn này cũng không có led. Thế nhìn bên dưới này. À, có được led. Nhìn quả led chán thế nhỉ? Đang dùng cái này led nó đẹp bao nhiêu. Đấy các bạn thấy không? Tôi nhìn ra con này nhìn hơi buồn cười nhưng mà thôi không sao. Đấy, mình sẽ kết nối thử xem nào. Đấy. Cảm giác kiểu con này nó là một trong những con siêu nhẹ rồi các bạn. Con Razer Viper này là một trong những con siêu nhẹ mà mình từng được sử dụng rồi. Cầm sang con này mình kiểu nó cảm giác như kiểu là các bạn thấy rồi đúng không? Nó nhẹ đến mức độ kinh khủng như thế cơ. Cầm trên tay nó kiểu như không cầm luôn, nó nhẹ lắm luôn các bạn, nhẹ kinh khủng. Cái này mình mới hiểu là lý do vì sao nhiều anh em thích mấy con Pusa này, bởi vì nó nhẹ như thế, cảm giác cầm nó vô cùng dễ chịu luôn. Và cái thiết kế form của con này này, các bạn để thấy là nó theo kiểu form dành cho người cầm tay phải. Đấy, các bạn cầm tay trái không bao giờ có thể sử dụng con này, nó không phải là cái kiểu đối xứng như con Razer Viper thì các bạn cầm tay trái tay phải được hết. Mà không biết có mấy người cầm tay trái nhỉ, mình nhớ là cũng có nhưng mà không nhiều. Nhưng mà rõ ràng là với cái kiểu công tay học như thế này thì nó sẽ thiết kế dành riêng cho các anh em cầm tay phải. Và mình cầm theo kiểu palm grip. Đấy, thế nên là form kiểu gì mình cũng cầm được hết. Có chăng là con này thì làm quen lại đi đôi chút. Được phết. Nói chung là ưng ý các bạn ạ. Quan trọng là nó là màu đỏ các người anh em. Đấy, các bạn thấy không? Đỏ này là đỏ burgundy nhá. Đỏ này là kiểu đỏ một kiểu nhá. Đỏ này thêm kiểu đỏ một kiểu nhá. Đấy, đỏ này đỏ kiểu nhá. Đỏ này thêm kiểu nữa nhá. Đấy. Được không? Nói chung là mình mua chỉ bởi vì nó là màu đỏ thôi. Chứ mình cũng có chơi game gì đâu, quan trọng méo gì mấy cái tính năng phía bên trong. À, có một cái nữa cũng quan trọng. Mong là con này pin nó lâu một tí các bạn ạ. Chứ nó nhẹ quá như này mà dung lượng pin không được bao nhiêu, pin nhanh hết thì cũng hơi chán tí. Ví dụ như con Razer của mình nhá. Các bạn thấy không? Mình gắn vào đây cái dock. Đó, thì lúc nào mà chuột mình hết pin. Thật ra là lúc nào mà mình thích thì mình để cái này lên đây để mình nó sạc. Đấy. Nó sạc không ấy nhỉ? Đấy, lúc nào không thích mình để lên cho nó sạc. Đó. À, còn lúc nào mình không thích nữa, các bạn biết sao? Tút này ra, gắn vào cái, vẫn sử dụng, vẫn sạc một cách bình thường. Trong khi đó con này thì bây giờ cũng hơi lằng nhằng tí đây. Tính sao các bạn? À, còn một điều nữa cũng nên chê các bạn. Này, các bạn thấy lõm lõm vào đầu rồi. Tai xi chứ. Nó màu đen.
màu đỏ có phải là ok không? Thôi được rồi, bye bye anh em.